Với những phát thanh này chúng ta sẽ xếp nét như thế nào? Đây, chúng ta sẽ sau khi chúng ta có chúng ta phải xếp đúng không? Sau khi bạn xếp nét. Với cái phần xếp nét này chúng ta sẽ có các cái lựa chọn gì đúng không? File name là để chúng ta đưa tên là đúng không? Cái chúng ta vị trí chúng ta đi format. Đây, bây giờ chúng ta xem format nó hỗ trợ chúng ta những format gì đúng không? Vì cái phần mềm này được tích hợp các cái thư viện âm thanh khác nhau, chúng ta thấy là gì ạ? Từ các cái định dạng HTML cho đến AVE của Audio đúng không ạ? Rồi các cái dạng flat, MPC, ORG, XML chúng ta thấy là đều đủ hết đúng không ạ? MAY. Rồi đến các định dạng MP3, MP2, MOP đều có hết mà chúng ta sẽ lựa chọn. Ví dụ chúng ta sẽ chọn cái phần này ạ, MP3 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ chọn tiếp cái phần mà format setting. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là các cái tham số về tần số lấy mẫu và cái số này ạ, bit xử lý đúng không ạ? Thì cao nhất là 320 giống như chúng ta xem trên màn đúng không ạ? Và thấp nhất của nó không phải là gì ạ? Là 32 và nó là cái không bị số đúng không? Và cái tần số đấy nó cũng giảm dần đúng không? Thì thông thường chúng ta sẽ chọn cái mức cơ bản của 128 đúng không? Phổ thông nhất. Và khi chúng ta chọn một cái định dạng của những cái tham số cho cái file này thì chúng ta sẽ thấy ngay. Tôi lấy ví dụ tôi chọn là 320. Thì chúng ta sẽ thấy là phía dưới này nó sẽ định chỉ cho chúng ta là cái định dạng này thì kích thước của file là bao nhiêu đúng không? Nó sẽ thay đổi luôn. Cái chỗ estimate và file size chúng ta sẽ nhìn thấy được cái kích thước đúng không? Thế thì tùy theo yêu cầu tôi sẽ có những bài tập yêu cầu chúng ta sẽ xếp cho tôi một cái file có cái chất lượng tốt nhất, một cái file mà gì ạ, đảm bảo cái dung lượng bé nhất. Các bạn sẽ biết cách lựa chọn những tham số để chúng ta nhìn được cái dung lượng này.